tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Tại thành Capharnaum, ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh." Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê. Đó là lời Chúa. Chúng con vừa đọc xin Chúa xóa tội chúng con. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại việc Chúa Giêsu trong ngày Sa-bát tại Capharnaum, Chúa vào hội đường để giảng dạy. Cái phản ứng của dân chúng khi nghe Chúa giảng cũng giống như ở Nazareth. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người. Thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ các anh bà ông chị em nghe một người nào nó diễn giảng cái trong thánh lễ mà chúng ta sửng sốt về cái lời người đó nói hay không? Có thể trong thánh lễ chúng ta được thu hút bởi cái bài giảng của vị linh mục, bởi vì lời giảng sâu sắc, mang lại nhiều cái ý tưởng mới cho chúng ta. Nhưng mà cũng có khi có những bài giảng chúng ta thấy rất bình thường, nói những cái điều chúng ta đã biết, nhưng những cái lời giảng đó chạm vào tim của chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy mình phải thay đổi. Còn ở đây, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Chúa. Lời giảng dạy của Chúa có cái sự mới mẻ, như cuối bài tin mừng cho biết, lời giảng dạy mới mẻ. Nhưng ở đây không chỉ mới mẻ mà còn là có uy quyền. Rõ ràng cái cách giảng dạy của Chúa, lời giảng dạy của Chúa vượt trội so với các kinh sư và kể cả các ngôn sứ của Cựu Ước. Các kinh sư, các ngôn sứ dẫu sao chỉ là người truyền lại, nói lại lời của Chúa cho dân. Như trong cái bài đọc một bài trích sách Đệ Nhị Luật, Chúa ban cho dân các ngôn sứ và người nói: "Ta sẽ đặt những lời của ta vào miệng người ấy, vào miệng ngôn sứ, và người ấy sẽ nói cho chúng tất cả những gì ta truyền cho người ấy." Ngôn sứ chỉ nói lại lời của Chúa, trong khi ở đây là chính Đức Giêsu Kitô
Đức Giêsu Kitô là ngôi lời của Thiên Chúa, chính là lời của Thiên Chúa. Đức Giêsu là lời của Thiên Chúa, cho nên cái lời của Chúa nói ra là có uy quyền từ chính bản thân của Chúa xuất phát ra cái uy quyền đó. Cái lời uy quyền đó chúng ta thấy không chỉ được bày tỏ ra trong những cái lời giảng dạy của Chúa, mà cả trong việc làm của Chúa. Thật vậy, chỉ một lời Chúa phán, cầm đi, hãy xuất khỏi người này, thì quỷ liền xuất ra khỏi người bị ám. Một cái lời mạnh mẽ, sức mạnh, có uy quyền, khiến cho mọi người sững sờ, sững sờ đến nỗi bàn tán với nhau. Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lời giảng dạy mới mẻ, mọi người đều sững sờ, đều sững sốt. Tất cả bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy lời Chúa có một cái sức mạnh lạ lùng, có điều gì đó rất đặc biệt. Chúng ta có lạ lùng, có sửng sốt trước lời của Chúa hay không? Như là cái cảm nhận của những người Do Thái trong bài tin mừng hôm nay hay không? Tiếc thay, nhiều người Kitô hữu chúng ta không cảm nhận được cái sự đặc biệt của lời Chúa. Tại sao vậy? Phải chăng vì quen quá hóa nhạc? Mỗi lần đến thánh lễ chúng ta lại nghe đọc lời Chúa, nghe giảng lời Chúa ngày này qua ngày khác, khiến chúng ta cảm thấy nhàm, không còn ấn tượng, không còn gây cái gì mới mẻ đối với chúng ta nữa. Hay phải chăng trong cái thời đại A Còng ngày nay, chúng ta bị chìm ngập trong muôn vàn những cái thông tin nghe, nhìn, đọc, rồi còn qua báo chí, qua truyền hình, qua internet, và đó là những cái tin gây giật gân, gây sốc, gây bão. Những cái thông tin đó cố ý đánh vào cái thị hiếu của con người, miễn làm sao thu hút được nhiều người xem, nhiều người đọc. Nhiều khi nó gợi lên những cái ước muốn thầm kín thấp hèn, mà nhiều khi công khai chúng ta không dám nói ra. Cho nên bị chìm lấp trong cái đại dương thông tin đủ loại đó từ sáng cho đến chiều. Lời Chúa bị chìm lấp trong cái thông tin như vậy, làm cho chúng ta không còn cảm thấy lời Chúa là cái gì đặc biệt, là quan trọng nữa. Hay có khi còn một cái lý do nữa, lời Chúa chẳng có gì là mới mẻ, chẳng có mang lại cho, chẳng có giải đáp gì cho cái cuộc đời của chúng ta. Thời xưa ông bà ta nói, đi hỏi già, về hỏi trẻ. Ngày nay người ta chẳng cần hỏi trẻ hỏi già gì cả. Chúng ta có cụ Google rồi, người ta có thể biết hết mọi thứ mà không cần đến tin mừng chỉ dạy cho. Học nấu ăn, học bếp núc, học đủ mọi thứ ở trên đó, học những cái nghệ thuật, thậm chí ở trên đó trả lời những cái thắc mắc cho cái cuộc sống người ta, những cái tương quan trong cuộc sống. Rồi có vô vàn những cái sách vở kiểu dạy làm người, là đắc nhân tâm, muốn thành nhân, muốn thành công trong 7 ngày vân vân. Nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật quản lý nhân sự, làm thế nào để chiếm được trái tim của nàng, trái tim của chàng. Tất cả được dạy dỗ, được chỉ bảo một cách hiệu quả và rất thực dụng, đến nỗi người ta không cần đến phúc âm nữa, không còn thấy lời Chúa là cái gì hay, là cái gì lạ, không còn tìm lời Chúa, tìm lời giải đáp cho cái vấn đề của mình nữa. Bài tin mừng cho chúng ta thấy
lời giảng dạy của Chúa thì mới mẻ và người dạy lại có uy quyền. Bài tin mừng hôm nay nhắc nhở cho mỗi người chúng ta rằng lời Chúa có cái gì đó rất khác, khác với tất cả những gì mà chúng ta đã từng đọc, từng xem, từng nghe. Đối với Thánh Phaolô, khi mà biết được Chúa, Ngài bảo rằng tất cả những cái gì mà Ngài biết trước đây chỉ là như rơm rác, không là gì so với cái sự hiểu biết về Đức Giêsu. Lời Chúa là lời chân lý, một chân lý viết hoa, một chân lý trọn vẹn. Những cái chân lý mà chúng ta ngoài đời người ta nói, nó có thể đúng hôm nay, sai ngày mai. Hôm nay nó là mới, mai đã là cũ rồi. Như là những cái tờ báo chúng ta đọc, hôm nay là báo mới, mai là báo cũ. Thậm chí kể cả những cái phát minh của khoa học, hôm nay đúng, mai sai. Những cái chân lý, cái chế độ này đúng, nhưng bước sang chế độ khác lại là sai. Còn lời Chúa thì là lời chân lý vĩnh cửu. Vĩnh cửu tức là muôn đời, trước đây đúng, bây giờ đúng và tương lai vẫn luôn luôn đúng. Và lời Chúa có sức biến đổi, chữa lành, đuổi xa ma quỷ. Lời Chúa đem lại sự sống, có sức mạnh, có hiệu lực tức thời. Khi Chúa nói, cầm đi, xuất ra khỏi người này, thì quỷ liền xuất ra khỏi người bị ám. Cái hiệu quả của lời Chúa Giêsu nói, nhắc nhớ chúng ta đến cái lời sáng tạo của Thiên Chúa khi tự tạo dựng vũ trụ. Thiên Chúa phán phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa nói phải có vầng sáng trên vòm trời phân rẽ ngày và đêm, liền có như vậy, có mặt trời, có mặt trăng. Cho nên lời Chúa là lời hữu hiệu, là lời sắc bén. Có điều lời Chúa âm thầm chứ không ồn ào. Lời Chúa tác động một cách âm thầm như cái hạt giống gieo vào lòng đất. Trong cái dụ ngôn, người gieo cái hạt giống, cái người gieo giống đó không biết ban đêm hạt giống cứ nảy mầm, cứ lớn lên mà cái người gieo cũng không hay biết. Nhưng rồi càng ngày cây càng lớn lên. Lời Chúa, sức mạnh của lời Chúa là như vậy, là sự sống lớn lên nơi lòng mà người được gieo. Chúng ta có tin vào sức mạnh của lời Chúa như vậy hay không? Chúng ta có bao giờ thấy rằng lời Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta hay không? Hiện nay lòng chúng ta còn cái gì băn khoăn? Còn cái gì cản trở chúng ta đến với Chúa? Còn cái gì ngăn cản trong cái mối tương quan của chúng ta với người khác? Lời Chúa, một lời của Chúa phán thôi, là dẹp bỏ những cái ngăn trở đó, những cái tội lỗi đó. Cái gì làm cho chúng ta lo lắng bây giờ? Lời Chúa sẽ chấn an chúng ta, sẽ mang lại bình an cho chúng ta. Lời Chúa nói như thế không có nghĩa là cái khó khăn không còn. Khó khăn vẫn còn đó, nhưng lời Chúa là sức mạnh soi sáng cho cuộc đời của chúng ta. Mỗi lần trong thánh lễ, khi linh mục cầm tấm bánh dơ cao, đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, cộng đoàn tất cả chúng ta cùng tung hô: lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Mỗi thánh lễ chúng ta đều nhắc lại cái lời đó, nhưng chúng ta có tin vào cái lời đó hay không? Một lời Chúa phán, linh hồn được lành mạnh. Cái câu này hội thánh mượn lại lời của một người ngoại giáo, lời của viên sĩ quan đến xin Chúa chữa lành cho đầy tớ của ông. Ông tin vào quyền năng của Chúa Giêsu, cho nên ông nói: xin Ngài cứ nói một lời thì đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Không cần Ngài phải đến, Ngài nói một lời. Và ông đưa ra cái so sánh cụ thể như thế này: chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi, nó đi. Bảo người kia đến, nó đến. Bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Lời của một viên sĩ quan bình thường thôi mà còn có tác động, có uy quyền như vậy, thì hỏi rằng lời của Chúa còn có uy quyền đến cỡ nào. Khi chúng ta học có những cái công thức, thí dụ như là ba cái định luật của Newton, những cái định luật Newton về lực hấp dẫn F bằng ma, lực hấp dẫn đó, cái công thức nhỏ bé đó đã làm thay đổi cả thế giới này. Rồi cái phương trình E bằng mc bình phương của Albert Einstein có một cái vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu hạt nhân. Chỉ một cái công thức đó thôi mà làm thay đổi cả thế giới này. Những cái gì mà chúng ta đang được hưởng, anh tẹt nét rồi nghiên cứu về cái thế giới vi mô, về vật chất, là nhờ cái phần đóng góp của cái phương trình Albert Einstein này. Nếu những cái công thức nhỏ bé đó mà còn có sức mạnh để biến đổi thế giới như vậy, thì hỏi rằng lời Chúa còn có sức mạnh như thế nào. Có điều chúng ta có tin vào lời Chúa hay không? Có tin vào lời của Chúa để lời của Chúa tác động trong chúng ta hay không? Lời Chúa là lời hằng sống, là lời mang lại hiệu quả. Nhưng mà lời Chúa không phải là những cái câu bùa chú, những cái câu bùa chú cứ việc đọc ra mà không cần phải tin, không cần phải nghĩ, không cần phải suy. Cần phải tin. Tin thì lời Chúa mới có thể tác động. Mỗi phép lạ Chúa Giêsu làm, Chúa đều nói: lòng tin của con đã cứu chữa con. Lòng tin của con đã cứu chữa con. Trong thánh lễ chúng ta nghe đọc lời Chúa, và cuối cùng người đọc sướng lên: đó là lời Chúa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa nuôi sống chúng ta, lời Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta. Xin cho chúng ta tin vào lời của Chúa. Xin cho chúng ta biết mở lòng đón nhận lời Chúa. Chỉ một lời Chúa thôi là cuộc đời của chúng ta được biến đổi. Chỉ có thần khí của Chúa mới có thể làm được chuyện đấy. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta nhận ra sứ điệp của lời Chúa. Xin cho chúng ta biết yêu quý lời Chúa, đặt lời Chúa lên trên tất cả, trên tất cả cái sự khôn ngoan của thế gian này. Đặt lời Chúa hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta sẽ biến đổi. Lời Chúa sẽ đuổi xa những sự dữ, những khó khăn, những cái điều làm chúng ta mất lòng Chúa, đuổi xa những tội lỗi làm chúng ta xa cách Chúa, xa nhau. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta lời của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta thánh thể của Chúa để nuôi dưỡng chúng ta. Chúa không để chúng ta một mình. Xin cho mỗi người chúng ta nhận ra sức mạnh của thánh thể, sức mạnh của lời Chúa trong cuộc đời của mình. Amen.